Vâng, ngày hôm nay đây thì đơn vị Kỳ Lân Luxury rất là vui mừng khi mà lại được giới thiệu đến các bác, giới thiệu đến những khách hàng thân quen của Kỳ Lân Luxury, cũng như các bác yêu thích những chiếc điện thoại cổ, những chiếc điện thoại cực kỳ đẳng cấp như Vertu, nhưng chưa biết đến đơn vị Kỳ Lân Luxury của chúng em, thì ngày hôm nay chúng em xin được giới thiệu và cũng xin được giao lưu với những bác yêu thích điện thoại cổ, điện thoại đẳng cấp Vertu. Ngày hôm nay bên em giới thiệu đến các bác con Vertu Ferrari bọc da đen. Đây là một chiếc điện thoại Vertu cực kỳ đẳng cấp của hãng Vertu, phối hợp với hãng siêu xe nổi tiếng Ferrari. Vâng, sau khi mà em mở chiếc hộp bên ngoài ra thì bên trong là hai chiếc hộp được bọc da và những đường khâu chỉ rất tỉ mỉ, rất tinh tế. Ngoài ra trên cái lớp da này nó còn ghi chữ Vertu, logo quen thuộc của nhà sản xuất Vertu, điện thoại đẳng cấp hàng đầu thế giới. Vâng, đối với những bác đã quá quen thuộc thì chiếc hộp nhỏ này chính là chiếc hộp đựng con máy Vertu, còn chiếc hộp to này chính là chiếc hộp đựng phụ kiện cáp sạc bao da đi kèm theo máy. Vâng, sau đây không chần chừ gì nữa, em sẽ mở ngay chiếc hộp này ra cho các bác cùng chiêm ngưỡng con máy Vertu Ferrari bọc da đen cực kỳ đẳng cấp mà đơn vị Kỳ Lân Luxury vừa sưu tầm được. Khi vừa khui hộp và cầm con máy ở trên tay, em cảm giác ngay con máy này là một con máy rất là đầm tay, rất là phù hợp với những bác thích sở hữu một con máy đầm tay như thế này, vì cảm giác nó rất là mạnh mẽ. Ngoài cái màu đen cá tính, màu đen mạnh mẽ, rất nổi bật, rất sang trọng, xưa giờ màu trắng và đen luôn luôn là những màu thanh lịch, sang trọng, đẳng cấp nhất, thì ngày hôm nay bên em đã sưu tầm được một con Ferrari mà phải nói là đen, đen từ da, đen cho đến phần khung viền, phần thân máy cũng như là bàn phím được kết hợp là màu trắng đen. Ngay cả logo con ngựa của Ferrari cũng là màu đen. Và chắc chắn rằng mọi con máy của Vertu, phần khung viền đều là làm bằng chất liệu titanium, thép không gỉ, hoặc làm bằng chất liệu vàng nguyên khối 24K. Phía mặt lưng của con máy Vertu Ferrari da đen này bọc lên một sự đẳng cấp cực kỳ cao. Các bác có thể thấy đây là một màu đen, một màu đen nhám, không phải là một màu đen đậm, không phải là một màu đen sâu. Tại sao? Tại vì màu đen sâu và màu đen bóng sẽ rất là bám dấu vân tay, còn màu đen nhám sẽ không để lại dấu vân tay cũng như là không bị bám mồ hôi lên vùng thân máy, phía thân máy, vỏ máy, và sẽ tạo cho con máy một sự sang trọng. Con máy sẽ không có cảm giác bị dơ khi các bác sử dụng. Các bác cầm nắm trên tay khoảng 15 phút, mồ hôi tay bắt đầu chảy ra. Và ở những con máy mà thân máy là màu đen bóng thì sẽ để lại dấu vân tay và để lại dấu mồ hôi, nhìn sẽ rất là dơ. Nhưng con máy này được thiết kế là màu đen nhám, cho nên không hề để lại dấu vân tay cũng như là mồ hôi khi các bác sử dụng. Đây là một điều đơn vị Kỳ Lân Luxury cam đoan với các bác. Vâng, màn hình của con máy này thì cũng được thiết kế giống với những màn hình của chiếc máy Vertu cao cấp khác. Nhưng đặc biệt ở một chỗ,
màn hình của những chiếc máy Virtu là màu đen. Và chiếc máy Virtu này lại là màu đen nữa. Đây là một sự phối hợp rất đặc biệt và rất là mạnh mẽ. Khi mà những bác yêu thích màu đen sở hữu con máy này, cầm con máy này trên tay sẽ cực kỳ là đẳng cấp, cực kỳ là phù hợp với những bác yêu thích một màu đen. Giống như em rất yêu thích màu đen của chiếc máy này, vì em cũng là một người thích màu đen. Vâng, sau đây chắc chắn là một phần được rất nhiều bác quan tâm, đó chính là quan tâm về loa của chiếc máy này, cũng như là chiếc máy này lọc âm ra sao, có chống ồn hay không. Thì sau đây em sẽ test luôn cho các bác cùng xem, là em sẽ khởi động con máy này lên và em sẽ dùng một số khác em gọi vô số trong con máy này, và em test nhạc chuông cho các bác cùng xem con máy này loa có thực sự như các bác mong muốn hay không. Logo Virtu, sau đó là Ferrari, cực kỳ là đẳng cấp. Ngay từ khi mở máy lên, sau đây em sẽ để con máy này xuống đây. Và em dùng một chiếc máy khác, em sẽ gọi vô số đang được lắp trong con máy Virtu này cho các bác cùng nghe tiếng nhạc chuông. Em sẽ để yên con máy trên tay và em sẽ để một khoảng cách xa. Vâng, nhạc chuông của tiếng nổ xe Ferrari, tiếng bô xe Ferrari. Ngoài nhạc chuông tiếng nổ xe Ferrari thì các bác còn có thể chọn nhạc chuông khác cho chiếc máy Virtu Ferrari này trong phần cài đặt. Nhưng theo em thì đây là một chất riêng của chiếc máy Virtu Ferrari này. Nó đã tạo nên một sự đẳng cấp và nó đã theo con máy này rồi. Thì theo em nghĩ đây là một phần đẳng cấp của con máy và chúng ta không nên thay đổi. Tiếp theo, em sẽ giới thiệu đến các bác phần menu của máy. Để mở được menu máy, các bác sẽ ấn vô mail. Và đây chính là menu của máy. Đây là phần nhắn tin với tiếng Anh. Đây là phần về SIM cũng như nhà mạng. Đây là phần bảo vệ máy. Đây là tính năng của Virtu, bảo mật máy hết sức là quan trọng, hết sức là hàng đầu của Virtu. Tiếp theo là thời gian. Các bác có thể cài được nhạc chuông báo thức cũng như là thời gian hiển thị trên con máy. Vâng, ở trên con máy Virtu này đã trang bị một tính năng cao cấp, đó chính là tính năng tự động cập nhật ngày giờ. Tiếp theo là lịch. Các bác có thể xem được lịch. Ở phần audition này, các bác chọn và có thể truy cập được phần camera, các ứng dụng liên quan, tiện ích như là lướt web, xem video,
ghi âm, nghe nhạc, chỉnh EQ và nhiều tính năng khác. Tiếp theo là phần thư viện ảnh và video, các bác có thể chọn để xem được ảnh trong máy. Các bác có thể xem lại tất cả video lưu trữ trong máy trong mục Media. Tiếp theo là phần ở mục tiếp theo, các bác có thể thay đổi được giao diện của máy để tùy chỉnh được hình nền cũng như là phong cách mà các bác yêu thích. Và dưới cùng là phần tool. Tool ở phần tool này thì các bác có thể thay đổi được nhạc chuông của máy. Và cuối cùng là phần cài đặt máy. Trong phần cài đặt máy, các bác có thể chỉnh được chế độ người dùng. Các bác có thể chỉnh được chế độ hội họp, chế độ chung, chế độ không làm phiền và nhiều chế độ khác các bác có thể tùy chỉnh được. Đây cũng là một phần giao diện máy mà các bác có thể chọn trực tiếp, không cần vô phần vừa rồi. Và dường như trong phần cài đặt này thì nó bao gồm tất cả những phần vừa rồi mà em đã nêu ra. Đây là phần chung, gồm phần bảo mật, cài nhạc chuông, nhạc chờ, cài giao diện, cài chế độ hiển thị màu, ngày giờ, cuộc gọi, cài đặt máy và tất cả những cài đặt liên quan. Đây là phần lịch sử cuộc gọi. Các bác có thể xem cuộc gọi đã nhận, cuộc gọi đã gọi đi, cuộc gọi nhỡ. Và nó sẽ chia ra nhiều mục riêng nữa. Mục tiếp theo là danh bạ. Các bác có thể lưu trữ được rất nhiều số khác nhau ở trên con máy này, vì chiếc máy Vertu này có một dung lượng khá là khủng và không thua kém gì những dòng cao cấp như là 8800. Vâng, sau đây thì phần giới thiệu con máy Vertu Ferrari bọc da đen này đã kết thúc. Và em sẽ để lại thông tin chi tiết để liên hệ đặt mua chiếc máy này ngay cho các bác ở trong phần mô tả. Như ngay sau đây, em sẽ giới thiệu cho các bác số hotline bên em. Các bác lo lắng về chế độ bảo hành, hay các bác lo lắng về máy này có phụ kiện đi kèm ra sao, hay những chiếc máy khác có phụ kiện như thế nào, chế độ bảo hành như thế nào và tất cả những vấn đề liên quan, các bác có thể gọi vô số hotline 0901 247 247, hoặc các bác có thể truy cập trực tiếp vô website kilanluxury.com. Vâng, website kilanluxury.com của chúng em luôn luôn để giá cả công khai và có hình ảnh chi tiết cụ thể về những con máy mà các bác muốn xem, đa dạng sản phẩm cũng như đa dạng về video đánh giá chi tiết cụ thể từng máy, từng sản phẩm, từng máy hiện tại. Và có ghi tình trạng máy rõ ràng. Tất cả máy bên em đều là những máy sưu tầm đảm bảo 4 tiêu chí. Đó là tiêu chí nguyên bản, nguyên zin, chính hãng, mới từ 95% trở lên, like new đến new. Vâng, xin chào và xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video đánh giá về những sản phẩm hot tiếp theo. Xin chào, xin cảm ơn.